Lần đầu tiên trên thế giới, một luật sư là robot sẽ bào chữa cho con người trước tòa. Đối với hầu hết cá nhân, việc thuê luật sư đại diện cho họ trước tòa luôn là một khoản đầu tư tốn kém. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu có một luật sư là robot được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI có thể đại diện cho bất kỳ ai? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng điều đó sắp xảy ra tại Mỹ vào tháng tới. Theo tạp chí New Scientist, trong phiên tòa được tổ chức tại Mỹ vào tháng 2 năm 2023, một robot luật sư dùng AI do công ty Do Not Pay phát triển sẽ bào chữa cho bị cáo. AI chạy trên điện thoại thông minh sẽ lắng nghe thủ tục tố tụng tại tòa trong thời gian thực trước khi hướng dẫn bị cáo phải nói gì qua tai nghe. AI sẽ tập trung phân tích các tranh luận trong phòng xử án thay vì phản hồi toàn bộ tuyên bố được đưa ra tại tòa. Do Not Pay vẫn giữ im lặng về địa điểm diễn ra phiên tòa cũng như danh tính của bị cáo. The New York Post đưa tin, bị cáo trên phải ra tòa với cáo buộc vi phạm luật giao thông. Do Not Pay tuyên bố sẽ trả tiền phạt giao thông nếu bị cáo thua kiện. Một nhà khoa học máy tính tại trường đại học Stanford tên là Joshua Browder đã thành lập Do Not Pay ở bang California, Mỹ vào năm 2015. Để tiết kiệm tiền cho các bị cáo, ông Browder muốn ứng dụng của mình thay thế hoàn toàn luật sư. Công ty của ông Browder tuyên bố rằng ứng dụng Do Not Pay là ngôi nhà của robot luật sư đầu tiên trên thế giới, có thể chống lại các tập đoàn, đánh bại bộ máy quan liêu và kiện bất kỳ ai chỉ bằng một nút bấm. Nhà sáng lập Do Not Pay chia sẻ, chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu trách nhiệm pháp lý của mình. Sẽ không tốt nếu robot luật sư bóp méo sự thật và sử dụng nhiều mánh lưới.